Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Ô tô Hay. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay em sẽ lên sóng báo giá nhanh tới toàn thể quý vị các bạn những cái mẫu xe sedan có ngàn. Đấy, từ mấy chục thôi đã có xe đi rồi. Đấy, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị các bạn mà em đưa lên hàng ngày. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết chiếc xe mình cần mua, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, chiếc đầu tiên là một chiếc xe đến từ nước Ý, một chiếc Fiat Siena sản xuất 2003 phiên bản số sàn máy 1.3. Hiện tại chiếc xe chỉ có mức giá 58 triệu đồng thôi, mẫu xe tập lái khá là ok. Đấy, xe Ý thì cũng khá là ổn. 58 triệu đồng sedan nhé. Vâng, một chiếc Deula Chatty CDX sản xuất 2009 phiên bản số tự động máy 1.6 nhập khẩu bản 8 túi khí, số tự động 1.6 sơn xi sạch sẽ, máy móc cực kỳ là chất. Xe mang biển kiểm soát thủ đô, hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 248 triệu đồng. Đấy, cửa sổ trời đầy đủ này, 248 triệu đồng thôi. Đều là Chatty CDX, nó màn hình Android cam lùi đầy đủ hết rồi, 248 triệu đồng. Nội thất kế da nguyên bản. Đấy, chỉ lên màn hình Android thôi. Đó là một chiếc Hyundai Grand i10 bản sedan 2 đầu, phiên bản số sàn máy 1.2, phiên bản tiêu chuẩn. Đấy, chỉ có mức giá là 245 triệu đồng thôi. Xe này thì bên em đã rút hồ sơ rồi, bao giá tên cho quý vị các bạn nhé, 245 triệu đồng. Sedan 2 đầu. Đấy, xe này thì chạy mà gia đình dịch vụ thì rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi. Chìa khóa điện. Đấy, nhập dòng xe này nhập khẩu nên là tôn vỏ với cả cách âm rất là tốt. 245 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một chiếc Toyota Vios phiên bản số sàn máy 1.5 bản Nimo lăng kịch đồ, mang biển kiểm soát 15A13875, sản xuất 2006, máy 1.5 nhé. Hiện tại chiếc xe chỉ có mức giá là 145 triệu đồng thôi. Chiếc xe này thân vỏ đẹp, ra răng đúc 4 bánh, gương kính điện, màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi. Xe rất là đẹp, rất là chất nhé, và chỉ có 145 triệu đồng thôi. 145 triệu đồng bên bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Trần đẹp, nội thất ghế da rồi, về sẵn đi thôi, hơn 100 triệu. Mà máy Vios thì rất là lành. Đó, nội thất rất là rộng, sơn xi sạch sẽ, 145 triệu đồng. Vâng, một chiếc Deulovira 60 triệu, sản xuất 2002, phiên bản số sàn máy 1.6 nhé, 66 triệu đồng. Một chiếc Deugentra sản xuất 2009 phiên bản số sàn máy 1.5, là răng đúc 4 bánh rồi, màn hình cam lùi. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 138 triệu đồng. 138 triệu đồng Deugentra sedan 2 đầu, rộng rãi, đi lại tránh mưa tránh nắng kết hợp công việc. Vâng, tiếp theo là một chiếc Deula Lốt sản xuất 2005 phiên bản số sàn máy 1.5, hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 72 triệu đồng. Một chiếc Deugentra sản xuất 2009 phiên bản số sàn máy 1.5, xe gia đình không taxi dịch vụ. Xe này thì hàng cọp, hàng cực đẹp nhé, mức giá là 148 triệu đồng. Xe này thì bên em đang mượn biển để đi giao xe nhé, xe vẫn biển đầy đủ. Deugentra 148 triệu đồng. Một chiếc Mitsubishi Astra sản xuất 2016 phiên bản số sàn máy 1.2 nhập khẩu Thái, bản đủ trang bị là răng đúc, phanh đĩa ABS, túi khí đầy đủ hết, một mẫu xe gia đình sử dụng. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 248 triệu đồng. 248 triệu đồng, sơn xi màu trắng ngọc trai. Ngọc trai này trên Vios này rất là đắt tiền đó. Nội thất còn khá là đẹp, 2016 mức giá 248 triệu đồng. 248 triệu đồng thôi, 2016 xe gia đình không taxi dịch vụ. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Toyota Vios
bản E bản đủ, sản xuất 2018, phiên bản số sàn, máy mới, máy 1.5, rất là tiết kiệm nhiên liệu, xe gia đình không taxi dịch vụ, zin cả xe. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 385 triệu đồng. 385 triệu đồng miễn bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn nhé. Một chiếc Deula Sati sản xuất 2005, phiên bản số sàn, máy 1.6, xe mang biển kiểm soát 15A10032. Tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 115 triệu đồng. Deula Sati sedan 2 đầu, rộng rãi. Một chiếc Nissan Sunny sản xuất 2015, phiên bản số sàn, máy 1.5, bản đủ, ABS túi khí đầy đủ hết, có mức giá là 228 triệu đồng. Đang bị kiểm soát thủ đô, Bắc Lào, Hà Nội, Sài Gòn thì không phải mất 20 triệu tiền biển nhé. Nissan Sunny. Dòng Nissan Sunny thì nội thất siêu rộng. Đó. Nội thất khá là đẹp này, rộng rãi. Đó. Rất là rộng. Hai cửa gió điều hòa nhé. Đấy, rất là chắc chơi. Phần khúc B một trang bị đấy, cửa đóng rất là êm. Nissan Sunny. Thân vỏ lành lặn, máy số zin, 228 triệu đồng. Một chiếc Deula Sati sản xuất 2004, phiên bản số sàn, máy 1.6. Đấy, mà vẫn còn biển 4 số này. Đấy, giá cả thì chỉ có 99 triệu đồng thôi. 15A08407 xe bản 99 triệu đồng. Sản xuất năm 2009, số sàn 1.6. Một chiếc Deula Novira sản xuất 2001, với giá là 63 triệu đồng. Màu trắng sơn xi sạch sẽ. Một chiếc Toyota Vios sản xuất 2012, bản limo lân tịch đồ, gương kính chỉnh điện là răng đúc 4 bánh rồi. Đó, nội thất sạch sẽ. Đó, mang biển kiểm soát thủ đô, gương kính chỉnh điện, la răng đúc, màn hình cam lùi. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 210 triệu đồng. Toyota Vios, limo lân kịch, thân vỏ lành lặn, máy số zin, 228 triệu đồng. Vâng, một chiếc Deula Sati sản xuất 2009, phiên bản số sàn, máy 1.6, xe gia đình sử dụng, mang biển kiểm soát 15A08407. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 158 triệu đồng. Đấy, Deula Sati này thì có hệ thống treo độc lập cả trước cả sau, đằng sau dạng đa liên kết. Đấy, ngồi trước hay ngồi sau đều rất là êm, và thân vỏ thì rất là dày dặn. Đấy, nội thất thì lúc nào cũng đẹp. Nội thất chiếc xe này được ngày trước được đầu tư và làm rất là tỉ mỉ. Deula Sati này rất là rộng. 158 triệu đồng thôi. Deula Sati 2009. Vâng, là tiếp theo là một chiếc Honda Civic sản xuất 2009, phiên bản số sàn, máy 1.8, mức giá là 238 triệu đồng. Nó mang biển kiểm soát 15A05147, phần khúc C, những số sàn, máy 1.8. Đăng kiểm tháng 8 2022. Thiết kế bảng táp lô giống táp lô của máy bay, chỗ để chân rất là thoáng. Đấy, khóa điện Honda Civic, phần khúc C đầm chắc, treo êm mái, 238 triệu đồng. Bên em thì có còn một chiếc màu đen nữa. Vâng, một chiếc Deula Sati sản xuất 2008, phiên bản số sàn, máy 1.6, với mức giá đề xuất là 148 triệu đồng. Sơn xi màu vàng. Rất nhiều Deula Sati cho quý vị các bạn lựa chọn nhé. Máy nội thất ghế da sạch sẽ, màn hình cam lùi đầy đủ rộng. 148 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Mitsubishi Lancer sản xuất 2004, phiên bản số tự động, hộp số CVT 1.6. Sedan 2 đầu, lốp mới này. Với mức giá đề xuất là 165 triệu đồng, quý vị đã có một chiếc sedan 2 đầu, phiên bản số tự động rồi. Vâng, là một chiếc Deula Vira sản xuất 2003,
phiên bản số sàn máy 1.6 với giá 58 triệu đồng. Sedan 2 đầu, sơn xi màu đen sạch sẽ. Tiếp theo là một chiếc Mitsubishi Lancer sản xuất 2004 phiên bản số sàn, số tự động, hộp số CVT 1.6, 175 triệu đồng. Mitsubishi Lancer, sedan, form đẹp, máy móc bền bỉ. Nội thất ghế da sạch sẽ. 175 triệu đồng. Phía bên đây là một chiếc Toyota Corona 2001 sedan 2 đầu máy 1.3 phiên bản tiêu chuẩn, nốt mới này. Và chiếc xe đóng mức giá là 199 triệu đồng thôi. Màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Một chiếc Exceller nhập khẩu Đài Loan. Sản xuất 2009 phiên bản số tự động máy 1.8 nhé, trang bị ABS túi khí đầy đủ, 179 triệu đồng. Nhập đài. Đấy, số zig zag này. Đó. 179 triệu đồng 2009 Exceller. Dòng này chạy nội địa Đài Loan nhé. Là răng đúc, ABS túi khí đầy đủ hết. Vâng, là một chiếc điều lá lốt. Sơn xi màu trắng sedan 2 đầu 2001 cũng giá là 69 triệu đồng. Xe rất là đẹp, sơn xi sạch sẽ. Một chiếc Hyundai Avante sản xuất 2013. Bác khách đang xem này. Phiên bản số tự động máy 1.6, xe gia đình sử dụng. Thân vỏ lành lặn, máy số zin, răng đúc 4 bánh. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 358 triệu đồng. Cửa sổ trời này. Đó. Tất cả đều còn nguyên bản. Phân khúc C, treo êm ái, đi đầm chắc, cách âm tốt, thân vỏ dày. Một mẫu xe hướng tới gia đình sử dụng. Hạn đăng kiểm thì đến tận tháng 3 2023, 358 triệu đồng, bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Vâng, tiếp theo là một chiếc Hyundai Avante sản xuất 2011 phiên bản số sàn, số tự động máy 1.6. Đấy, cùng phân khúc với xe này. Đấy. Với mức giá là 328 triệu đồng. Sơn xi màu trắng ngọc trinh, trang bị ABS túi khí, na răng đúc 4 bánh, na răng 17 inch. Đó, phím bấm xuyên vô lăng này. Đấy, gia đình sử dụng, màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi. Đấy, cửa sổ trời, nội thất sạch sẽ. Đấy, cửa đóng đúng chất, phân khúc C. Đó, siêu rộng luôn. 5-6 ngồi thoải mái. 328 triệu đồng. Một chiếc Kia Rio sản xuất 2015. Đó, mang biển kiểm soát 19A09207. Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, một chủ từ mới, máy 1.4, mức giá là 368 triệu đồng. Kia Rio. Vâng, là một chiếc Chevrolet Aveo sản xuất 2015 phiên bản số sàn máy 1.5, xe gia đình sử dụng. Đấy, xe đã giảm khá là nhiều. Hiện tại chiếc xe giờ chỉ có mức giá là 215 triệu đồng 2015 Chevrolet Aveo. Vâng, tiếp theo là một chiếc Hyundai Avante phiên bản số sàn máy 1.6 sản xuất 2011. Hiện tại chiếc xe đang mức giá chỉ có 248 triệu đồng thôi. Sơn xi màu trắng ngọc trinh, máy số zin, thân vỏ lành lặn. 248 triệu đồng. Đó, màn hình Android cam lùi các kiểu, con là điều đầy đủ hết rồi. Hơn 200 thôi. Vâng, có một chiếc Toyota Vios bản E, bản đủ, sản xuất 2013 phiên bản số sàn máy 1.5, một xe gia đình sử dụng. Đó, mức giá 275 triệu đồng. Sơn xi màu đen này, đúng chất Vios luôn. Thân vỏ lành lặn, máy số zin, 275 triệu đồng. Màn hình Android cam lùi đầy đủ hết rồi. Nội thất ghế da sạch sẽ. Đấy, bản đủ được trang bị phanh đĩa ABS túi khí, vô lăng méo. Đó. Anten vây cá mập rồi. Cửa đóng cực kỳ là led.
rất là chắc chắn. 275 triệu đồng, 275 triệu đồng thêm 3 hồ sơ hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn nhé. Đấy, giao xe toàn quốc. Phía bên cạnh đây là một chiếc Toyota Vios cũng bản E, sản xuất 2013, phiên bản số sàn máy 1.5, và chiếc xe này đang có mức giá là 268 triệu đồng, mang biển kiểm soát Hải Dương, sơn xi màu vàng, thân vỏ lánh nặng, máy số zin, đăng kiểm tháng 9 2022, 268 triệu đồng. Một chiếc Bill Nanos sản xuất 2003, phiên bản số sàn máy 1.5, 16M6801, sơn xi màu đỏ rất là đẹp. Xe này thì keo chỉ zin cả xe, máy cực kỳ chất, đèn đẹp, mức giá là 78 triệu đồng. Còn ra tiếp theo là một chiếc Bill Lasetti phiên bản Việt, sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 1.6, xe gia đình sử dụng, mang biển kiểm soát Thủ Đô, màu đen, xe đi đầm chắc, máy 1.6 thì cũng chỉ hơn vài ớt chút xíu thôi, máy ớt 1.5, 168 triệu đồng. Vâng, một chiếc Deo Genta sản xuất 2008, phiên bản số sàn máy 1.5, một chiếc xe gia đình sử dụng, mang biển kiểm soát Thủ Đô, mang biển kiểm soát Thái Bình, 120221, sơn xi rất là đẹp, 138 triệu đồng, đăng kiểm tháng 9 2022. Đó, màn hình cam lùi, xe gia đình nội thất kế ra sạch sẽ, 138 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một chiếc Deo Nubira sản xuất 2003, phiên bản số sàn máy 1.6, hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 69 triệu đồng. Vâng, vừa rồi thì em đã lên sóng báo giá rất là nhiều các mẫu xe sedan hai đầu. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào, liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, xe mình cần mua, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh Ô Tô Hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.